Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Phía trước mà anh em ấy thiền đang có hai cái đầu máy là Huguna hàng zin chính hãng và con Hu Thái 543 nha anh em. Thì lần đầu tiên thì vẫn như là những video khác mà có Hu Thái thôi, thì Hu Thái chỉ là cái tên thương hiệu không liên quan gì đến nước Thái Lan nha anh em, không phải là Huguna đặt nhà máy tại Thái Lan, cũng không phải là Huguna nó liên danh với Thái Lan hoặc là xuất xứ từ Thái Lan gì hết, nó vẫn là xuất xứ Trung Quốc, trừ Trung Quốc thôi nha anh em. Nhưng mà trong tầm giá này thì đảm bảo anh em nó là con hàng có thể nói là ok nhất, chỉ có 3 triệu tư thôi. Anh em được miễn phí vận chuyển, tặng anh em một trái nhất American, một cái tờ tiếng, một cái túi vải nha. Còn con Hubana đóng một ngày thì 6.350 anh em, hàng đến chính hãng nha. 6.350 thì anh em xin tặng một trái nhất Echo, một cái tờ tiếng, lồng đờn và hai cái đầu dây mút nha. Rồi thì trong video hôm nay thì Thiện sẽ giới thiệu cho anh em về hai cái bộ lồng, bộ lồng của máy cỏ Hubana và của Hu Thái nha anh em. Con Hubana đóng một này thì nó có bộ lồng là đường kính piston là 40 mm, còn con Hu Thái này thì đường kính piston là 41 mm nha. Và hai bộ lồng này thì nên đều lắp được cho những con máy Huvana chính hãng hoặc là Huvana hàng Trung Quốc hoặc là một con máy chính hãng, một máy Trung Quốc là được hết nha anh em. Có nhiều anh em thời gian này thì anh em cứ ví dụ như là máy anh em là máy một con máy Trung Quốc á hoặc là năm một Trung Quốc á, anh em mua lồng Hu Thái này lắp lắp vô cho nó khỏe, nó sẽ khỏe hơn một xíu nha. Lồng 41 thì nó sẽ khỏe hơn lồng 40 một xíu anh em, tất nhiên rồi ha. Đầu tiên thì trong bộ lồng thì chúng ta sẽ có chắc chắn rồi xi lanh nha, xi lanh piston nha, đó piston. Và cái bộ lồng rin á thì chúng ta sẽ có cái bi-ác này, có bi-ác rin nha anh em, và bộ bạc bộ bạc đây, một lá đâu rồi mới đó, đây bộ bạc anh em, và hai cái phe nha. Thì đây là bộ lồng rin với giá là 1.250.000 đồng, anh em được miễn phí vận chuyển nha, là một bộ lồng rin như thế này. Thì chắc chắn rồi, lồng pin này anh em lắp máy Trung Quốc cũng được, lắp lồng pin lắp máy pin thì chắc chắn được rồi, anh em lắp máy Trung Quốc cũng được. Nhưng mà nếu anh em có máy Trung Quốc á, thì khuyên anh em nên lấy cái lồng Hu Thái này là lồng Trung Quốc thôi, nhưng mà chất lượng linh kiện của nó làm rất là ổn, rất là tốt, và giá thành nó rẻ hơn lồng pin rất là nhiều anh em, nó chỉ có 550 thôi, nó rẻ hơn này nó gấp hai hai lần rưỡi cái lồng Trung Quốc anh em ha. Và lồng này là lồng tốt nha anh em, chứ không phải là tuy là hàng lồng Trung Quốc á, nhưng mà hàng hàng tốt nha, chứ không phải hàng 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 dởm đâu, hàng dởm hàng rẻ đi ngoài thị trường 200-300 thì là có một bộ rồi anh em. Và trong bộ lồng của con Hu Thái này thì anh em sẽ được cái bi ác này, hai miếng lông đờn luôn nha anh em, có hai cái miếng lông đờn luôn, có bi ác luôn, có ác bạc và phe luôn, đầy đủ cho anh em nha. Rồi còn về phần lồng này thì anh em thấy chắc chắn rồi, con này cái lồng này Hurin này thì nó tới 1.250.000, thì gia công và độ chính xác của nó thì tỉ mỉ hơn thằng Hu Thái nha anh em, bởi vì giá thành nó tới gấp 2,5 lần mà, thì chất lượng nó chắc chắn nó sẽ hơn về độ bền, độ ổn định cũng như là những cái chi tiết bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đó con này, cái này là lồng pin này 1.250.000, còn này là lồng Hu Thái nha anh em, 550.000 ha. Thời gian này là anh em mua cái lồng này anh em lắp kể cả máy Hu Rin luôn, hư lồng anh cũng lắp mấy cái lồng Hu Thái này vào chạy rất là cầm cầm luôn, rất ok nha. Đó cái lồng Hu Rin thì trên này nó có cái đúc cái khuôn là 11 khuôn thứ 12 TH này anh em. Có nhiều ông thì kêu cái này là số càng lớn thì càng xịn nên tầm bậy nha. Còn trên Hu Thái thì nó sẽ dập nổi luôn nha anh em, nhập nổi cái logo của và cái chữ Hu Thái trên đây luôn, đây lấy nét cho anh em xem này, nhập nổi luôn nha. Cái này là đúc từ nòng luôn đó, và 9 TH nha, mà cái số khuôn của nó 9 TH. Thì trên con máy Trung Quốc á, thì số khuôn này thì nó làm cho giống mấy hãng thôi, chứ nó không có cái ý nghĩa được như là cái nòng hãng nha. Cái nòng hãng thì là cái này đúng số thứ tự của khuôn để nó quản lý số lượng sản phẩm được đúc ra anh em. Đó đây là lỗ bô này, còn này thì bên hông này á, thì nó sẽ sản xuất, nó sẽ in cái năm sản xuất nha anh em. Cái lồng Hurin này thì sản xuất năm 2022 này, còn cái này thì nghĩ nó mới làm lại thôi năm ngoái, nhưng mà in 21 cái này thì chắc nó in cho vui vậy. Rồi tiếp tục về piston này, quả piston của thằng Huvana zin chính hãng thì chắc chắn là nó sẽ nằm 40 ly nha anh em ha. Piston của nó là 40 mm nha, đó 40 mm này. Còn thằng Hu Thái thì là nó sẽ là nòng 41 ly, nên nó sẽ khỏe hơn coi Hu Thái một xíu nha anh em ha. Đó đây là piston nha. Rồi đó một bộ như thế này là 550.000 miễn phí vận chuyển nha anh em, lắp được hết cho những máy 143 541 hàng rin hàng lô lắp được hết nha anh em. Cứ 143 541 mã năm mã cái mã máy anh em, 143 541 là lắp được, hoặc là nếu mà anh em có điều kiện thì anh em mua nòng rin. Nhưng mà thì thấy cái nòng rin này thì anh em lắp cho máy Hu và zin thôi, chứ còn mà máy Trung Quốc thì anh em lắp cái nòng zin thì nó cũng không có hợp lý lắm. Máy zin anh em hư nòng, anh em muốn dùng hàng tốt thì ok anh em lắp hàng zin, nhưng mà máy Trung Quốc thì thường xuyên em lắp lắp hàng Trung Quốc thôi.
Máy zin anh em có thể lắp làm zin hoặc là Trung Quốc, nhưng máy Trung Quốc thì anh em nên lắp làm Trung Quốc thôi nha. Để Thực tế là anh em lắp làm zin cũng được thôi, nhưng mà nó phí anh em, bởi vì cái máy thực tế một cái máy như thế này nó chỉ hơn 3 triệu thôi, em bút cái nòng vô 1 triệu 250 vô thì nó cũng không hợp lý lắm ha. Nói chung tùy anh em thôi ha. Anh em thích cái lòng nào thì anh em cứ liên hệ chị ha, chị có đầy đủ cho anh em nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm về những cái bộ nòng này thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại dưới có một số thiện, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về những cái nòng này để anh em thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và cả anh em video nha.